Trình Nguyễn XM xin chào quý vị anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay Trình xin làm một video để chia sẻ cùng quý vị anh chị và tất cả các bạn ngắm cây hoa hồng. Hoa lở nhìn đẹp rực rỡ. Một chú ong đang lấy mật ở hoa. Đây là cây hoa hồng chính trồng cứ trước cửa nhà để làm cảnh.
Chính Nguyễn XM xin chào quý vị anh chị và tất cả các bạn. Chính Nguyễn xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video của Chính Nguyễn XM. Xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.